Bác, dạ ăn trái cây bác. Con thấy trong tủ lạnh bác ơi, còn có mấy cái này con gọt ăn luôn. Con cứ ăn đi con. Dạ. Chắc là con biết chuyện của My nhà bác rồi. Con với My là hai đứa chơi thân với nhau, cho nên á bác cũng muốn con gặp My, rồi bạn bè nói vài lời với nó về cái thằng người yêu của nó, biết đâu có thể là nó nghe lời con, nó sáng ra mọi điều. Chứ bây giờ bác nói cỡ nào là nói, nó cứ một là anh Tân, hai điều anh Tân, lúc nào nó cũng coi người yêu của nó là một người là gọi là trong lòng của nó thằng đó là số một. Mà bây giờ con thấy rõ ràng từ ngày mà nó theo thằng đó, nó quen thằng đó, việc học hành nó cũng bỏ bê, nó càng sa sút, rồi nó đi chơi thâu đêm như vậy, rồi khi về nhà bác nói chuyện nó thiếu điều nó muốn gây lộn với bác, mà trước đây con My không bao giờ là như vậy hết á. Dạ cái đó thì con biết, con họ cũng nhiều lần nói với My mà My không có chịu nghe. My thương anh Tân dữ lắm, với lại á con thấy á quen Tân xong rồi họ chuyện học trong lớp á cũng giống như bác nói vậy đó, tự nhiên họ bị tuột hẳn luôn, con cũng thấy lạ. Mà con có chuyện này con muốn kể cho bác nghe nè. Có lần á con thấy anh Tân đi chơi với người con gái khác, xong họ con lật đật con lấy cái camera cái điện thoại của con á, con chụp con quay phim lại để đem về cho My coi, để cho My tin con. Rồi nó nói thì sao? Cái My nói là hả cái này là em gái của anh Tân, My không tin con. Vậy á bác, trời ơi mà mấy lúc đó con tức quá trời, con tức như bác tức vậy á bác. Trời ơi riết bây giờ bác không biết phải nói làm sao với nó, thiệt là rầu hết sức. Bây giờ bác chỉ mong con á là mình khuyên can nó, mình nói nó những lời hay để cho nó từ từ nó nhận ra thằng Tân là thằng không tốt. Dạ thôi bác đừng buồn đừng rầu nữa. Chuyện này á con nghĩ á là từ từ mình. Ê về hả? Chơi hả? Sao không gọi trước vậy? Gọi trước chi bà, bạn thân nhau tôi muốn qua chơi nào tôi chơi, nhà tôi gần đây tôi qua tôi chơi bác chơi bà, giờ đi học mới dễ hả? Thì đi học rồi về chứ không lẽ ở ngoài đường. Thì ai biết, bình thường hả đi học có chịu về nhà đâu, đi chơi chứ. Thì bây giờ nói chung bà biết rồi ha, thì anh cũng đi làm đâu có rảnh đâu mà đi chơi hoài. Về sớm là giờ này là tốt lắm rồi đó con, chứ bình thường á thì khuya lơ khuya lắc mới về. Mọi người là quan tâm con, mà mẹ thấy lúc này cái cách ứng xử con nói chuyện với mẹ cũng khác, mà ngay cả bạn bè con nói chuyện cũng khác nữa. Mình á là người có học mà con, ăn nói câu nào phải có đầu có đuôi, có dạ có thưa, có lễ phép đàng hoàng chứ. Dạ thì con vẫn nói chuyện với mẹ vậy mà, nhưng mà hôm nay đi qua đây chơi đừng có tưởng là tôi không biết. Tính Tân hót cái chuyện anh Tân cho mẹ tôi nghe hả? Ủa sao mà biết vậy, nãy giờ tôi chưa nói gì luôn á. Con à, không phải là Tân hót đâu, mà là mọi người quan tâm tới con. Mọi người thấy con là bây giờ là đang dính tới thằng Tân, mà con còn đang học hành mà cứ dính líu thằng Tân vậy á, việc học hành của con rất là sa sút. Mà phải cái thằng Tân nó là người tốt, mẹ nói thiệt, mẹ ủng hộ con, bạn bè ủng hộ con, nhưng mà thằng Tân là một thằng không tốt. Chẳng qua là bạn bè là muốn giúp con, mẹ muốn giúp con thôi. Trời ơi mẹ ơi, cái chuyện con học hành sa sút là đó giờ con học dở rồi, chứ không phải bây giờ con mới học dở. Còn chuyện anh Tân á hả, mẹ cứ nghe người ta nói không à. Bây giờ con hỏi mẹ nha, anh Tân không tốt chỗ nào? Trời đất ơi, chỉ có con á là thấy thằng Tân tốt thôi, chứ tất cả mọi người ở xóm này, bạn bè con đều cũng thấy là thằng Tân là một thằng không ra gì. Đây nè, bây giờ con nhìn đi, nghề nghiệp nó là cái gì? Đi làm hả? Làm cái gì con? Đi cho gia tiền góp, cho gia nặng lãi, rồi người ta mà không trả đúng hạn á là gây lộn, chửi lộn, thậm chí đâm chém người ta. Một thằng không ra gì mà con nghĩ nó là thằng tốt là sao hả My? Mẹ ơi, cái chuyện đó là mẹ nghe người ta nói đúng không? Chứ mẹ có tận mắt mẹ chứng kiến chưa mà mẹ cứ đinh ninh ảnh là người không tốt. Ê bà My, nói chuyện với mẹ vậy kỳ quá hả? Kệ tôi, mẹ tôi muốn nói sao nói. Còn bà nữa. Vậy? Đồ gì? Tổn thương, khùng ngó qua đây chơi. Sao con nói bạn con vậy? Con thấy cái gì con nói với nó đi. Trời ơi, chuyện là gần đây nhất nè, tôi lại một lần nữa bắt gặp anh Tân đi từ trong quán kem ra với một nhỏ con gái.
lần này không phải là em gái nữa đâu. Tại vì tôi thấy cử chỉ hành động á nó khác lạ lắm bà. Cái gì đâu mà ôm eo rồi còn hung má, xong rồi còn vuốt tóc nữa, xong rồi anh Tân á đội nó mạo hiểm cho nó rồi chở nó về luôn. Như vậy tôi nghĩ là không phải là em gái nữa đâu bà. Đó. Tin tôi đi nha. Đó. Biết sao không? Bà xem phim Hàn Quốc nhiều quá mà tưởng tượng. Cái chuyện đó tôi biết rồi chứ không phải là không biết. Nhưng mà đối với tôi những cái chuyện đó nó rất là nhỏ nhặt. Tôi không phải là những cái kiểu con gái bình thường hay ghen tuông. Cho nên á, đừng có nói với tôi mấy chuyện đó, tôi không tin đâu. Ê, nó nghe nè, bà My, bà giống như là cô gái vàng trong làng Dị Tha vậy á. Đúng rồi. Trời ơi, tôi nói chung là, mà con tức ghê bác. Hôm bữa là tại vì, hôm bữa là tôi quýnh quán. Ủa, mắc mới thì tức, bồ tôi hay bồ bà? Mắc mới thì tức. Không có hình, không có nói chuyện được với nhỏ con này. Con à, bạn con nói như vậy, rồi bây giờ con nói chuyện bạn con vậy đó hả? Trời đất ơi, ăn nói càng lúc càng không ra gì hết à. Bộ mẹ dạy con như vậy đó hả? Sao mẹ cứ nói con không ra gì hoài vậy? Chứ con gì nữa, cặp một cái thằng không ra gì hết là bản thân con cũng sẽ không ra gì. Bây giờ mẹ không có nói nữa. Mẹ quyết định rồi. Bây giờ nhà trường đó, mời mẹ lên để mắng vốn cái chuyện học hành của con, cái chuyện đạo đức của con, cái chuyện hạnh kiểm của con càng ngày càng sa sút. Chính vì là con quen thằng Tân mới xảy ra chuyện đó. Cho nên gia đình của mình sẽ di chuyển ra ngoài Bắc mà ở. Ở ngoài đó bà nội đang cần mẹ con mình. Bà nội lúc này là yếu bệnh nhiều lắm rồi. Cho nên là mình cần phải ra đó để chăm sóc bà nội. Không được mẹ ơi. Làm sao mà đi ra đó? Còn chuyện học của con sao? Chú Út lo. Chú Út lại lo sắp xếp cho con chuyển trường và học ở trường mới ngoài Bắc nha. Còn nhà cửa này chú Út sẽ trông coi hộ giùm cho mình. Tuần sau mẹ con mình sẽ ra ngoài Bắc ở. Không, con không có đi đâu hết á. Mẹ thích thì mẹ đi đi. Mẹ không có thích, nhưng mà vì con mẹ phải đi. Mà mẹ đã nói rồi, nếu mà con không đi, bằng mọi cách mẹ phải bắt con đi. Mẹ trói con, mẹ đánh con, mẹ cũng phải làm để cho con ra ngoài bắt con ở. Chấm dứt quan hệ của thằng không ra gì, bởi vì nó là thằng phá hoại cuộc đời của con hiểu không? Mẹ, mẹ không được ép buộc con. Con 20 tuổi rồi, con có quyền lựa chọn cuộc sống của con mà. Sướng hay khổ gì con sẽ chịu. Mẹ đừng hòng mà ép buộc con chuyện gì hết trơn á. My à, My. Alo, anh hả? Anh chờ em xíu nha. Em quên chút đồ nữa, em ra liền. Chờ em xíu nha. Con đi đâu vậy? Hả? Con xếp vali đi đâu? Con quyết định rồi. Con sẽ ra riêng với người yêu của con. Con à, mẹ nói bao nhiêu lần thì con mới tin mẹ chứ. Thằng Tân là người không tốt, con mà đi theo nó là con phá hoại cả cuộc đời của con có hiểu không? Con tin mẹ đi. Mẹ sao vậy? Khi nào mẹ cũng nói là anh Tân không tốt? Mẹ có biết đó hả? Con ở trong cái nhà này con khó chịu như thế nào không? Suốt bao nhiêu năm nay mẹ cứ kèm cặp con như vậy làm sao mà con chịu nổi? Mẹ có biết là tại sao mà ba bỏ mẹ không? Tại vì cái tính tập đoán của mẹ á. Khốn nè. Ai cho con nói mẹ như vậy? Con biết gì mà nói chứ? Con biết hết á. Ba là nghệ sĩ, ba sống rất lãng mạn. Còn mẹ thì quá là thực dụng. Hai tâm hồn như vậy làm sao mà hòa hợp được? Con, bây giờ con muốn nói mẹ như thế nào cũng được, tùy theo suy nghĩ của con. Nhưng mà còn chuyện của con, My à, mẹ rất là thương con. Mẹ muốn làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho con. Thôi bây giờ như vậy đi, con cứ cho rằng Tân là người tốt, thì con cứ tiếp tục tìm hiểu nó, con tiếp tục quen nó. Mẹ không cấm, nhưng mà mẹ xin con đừng bỏ nhà đi, con đừng sống chung với nó được không con? Mẹ, con quyết định rồi. Lúc đầu con cũng không tính vậy đâu, nhưng mà chính mẹ là người ép con. Mẹ muốn con về nội mà, làm sao con có thể làm được điều đó? Bây giờ con phải sống cuộc sống của con phải ở với người con yêu. Mẹ không có ép con, nhưng mà đây là kinh nghiệm cuộc sống của mẹ. Kinh nghiệm cái kiểu gì mà mẹ để ba bỏ mẹ? Con, chính vì cái tính độc đoán của mẹ cho nên con không thể ở với mẹ được nữa. Nè, My. Thằng Tân là người không tốt, con mà đi theo nó là con phá hoại cả cuộc đời của con có hiểu không? Mẹ có biết đó hả? Con ở trong cái nhà này con khó chịu như thế nào không? Suốt bao nhiêu năm nay mẹ cứ kèm cặp con vậy làm sao mà con chịu nổi? Mẹ có biết là tại sao mà ba bỏ mẹ không? Chính vì cái tính độc đoán của mẹ cho nên con không thể ở với mẹ được nữa. Nè, My. Không, 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 không.
My, My, bà tỉnh rồi hả? Bà thấy trong người sao rồi? Bà khỏe hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không? Tôi kêu bác sĩ nha. Sao tôi ở đây? Thì bà tự tử ở trong nhà trọ. Lúc mẹ bà vô, thấy người bà quấn quanh toàn là dây điện. Mẹ bà mới xong vô cứu bà. Nhờ vậy cho nên là đưa tới bệnh viện kịp lúc. Mà mẹ tôi đâu? Thôi, bà mới tỉnh dậy, tôi nghĩ là nên nghỉ mẹ ngơi. Mẹ tôi đâu? My, nghỉ ngơi. Bà trả lời tôi đi. Mẹ tôi đâu? Bình tĩnh lại đi. Mẹ bà bác mất rồi. Bà nói dối tôi đúng không? Không, tôi không có tỉnh. My, bà đi đâu vậy? My, bà mới tỉnh dậy bà đừng có đi mà. My, nghe tôi nói nè. Có sao không? My, bà bình tĩnh lại, bà nghe tôi nói nè. Tôi biết á, là nghe tin này bà sẽ sốc lắm, bà sẽ buồn lắm. Nhưng mà bác làm vậy chỉ vì muốn tốt cho bà thôi à. Bà hiểu không? Tại sao mẹ tôi lại làm như vậy? My, bình tĩnh đi mà My. Tôi không tin à. Để tôi đi tìm mẹ. My, đừng có làm như vậy mà. Bà tự bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. My, tôi cũng rất là buồn, cũng rất là thương bác. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, không có người mẹ nào thấy con mình chết mà không cứu hết. Chính vì mẹ bà thấy bà xung quanh người toàn là dây điện, cho nên mẹ bà đã dùng hết sức lực để cố vào ngăn cản, đẩy sợi dây điện nó ra khỏi bà. Bà hiểu không? Mẹ bà hy sinh cũng chỉ vì muốn cho bà hạnh phúc. Nhưng mà tôi đâu có hạnh phúc đâu khi mà mẹ tôi đã chết rồi. My, thật ra là rất nhiều lần mẹ muốn tới thăm bà, nhưng mà sợ bà buồn cho nên là bác không có dám tới. Khi mà bác quyết định bác tới thăm bà rồi á, đã thấy tình cảnh con mình như vậy, dĩ nhiên bác sẽ vào cứu con mình. Bà hiểu không? Tại sao mẹ lại xuất hiện lúc này? Tại sao mẹ lại cứu con? Tại sao mẹ không để cho con chết? Con mới là người phải chết. Con bất nghĩa với mẹ. Tại sao mẹ phải luôn khổ như con, mẹ ơi? My, bà đừng có như vậy mà. My, bình tĩnh lại đi My. Không, tôi phải bà làm chết. Gì vậy? My, con mới là người phải chết. My, bà nghe tôi nói nè. Bà phải sống. Bà không được để sự hy sinh của mẹ bà trở nên vô nghĩa. Bà hiểu không? Sự sống là ba mẹ ban cho. Chúng ta phải trân quý dù ở trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo nào. Còn phải dẫn nhau nữa. Sẽ mãi chân thành trang dối lừa. Những lầm lỗi sẽ cho ta hiểu được nhau nhiều hơn. Vậy ngài gì cô xin lỗi, ngài gì ta tự nhau thôi.